Xin chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục có một cái chuyến đi câu. Hiện tại thì giờ đã đến cái điểm câu rồi nè. Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều rồi, tới 1 giờ trưa rồi. Trời cũng khá là nắng. Thì con kênh này là Duy đã cũng đã có câu một vài lần rồi. Lúc trước thì lục bình rất là nhiều. Mà sao hôm nay lục bình người ta dọn lục bình mất tiêu hết rồi. Cũng không thấy cá nữa, nước trong nữa. Sáng giờ thì có đi câu ở cái mé trên nữa, không phải cái con kênh này. Thì cũng được hai con cá thác lát, một con cá rô với một con cá lóc. Duy cũng có quay lại cái lúc mà mình giật cá, nhưng mà nãy vô nghỉ trưa rồi bấm bấm clip sao mà nó xóa mất tiêu. Nên giờ mình quay lại mấy con cá cho các bạn coi. Đây nè, đây là cái mấy con cá mình câu hồi sáng. Thì giờ sau khi nghỉ trưa rồi, Duy tiếp tục câu thêm vài tiếng buổi chiều nữa ở con kênh này. Thì hiện tại thì nhìn thấy cái tình hình này chắc mình câu thử 5-10 phút thôi. Ê, có cá các bạn ơi. Này giống con cá tráo á. Và bây giờ mình sẽ xuống cần mình câu thử ha. Có dính cá thì Duy sẽ quay lại cho các bạn xem. Nãy giờ luôn mà ơi, một tiếng đồng hồ nãy giờ mới giật được con cá rô này nè. Cá này cũng được. Quay lại. Hơi dài, cá này hơi dài. Một tiếng đồng hồ nãy giờ nó mới ăn á mọi người. Nãy giờ toàn là mấy con cá nhỏ 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 ăn giật hoài không dính. Bây giờ nè, cá này được quá. Đã quá, câu tiếp nha mọi người. Hiện tại thì Duy mới đổi một cái điểm câu mới các bạn. Ở đây thì thấy cá móng rất là nhiều mà không biết nó ăn không nữa. Hôm nay tiết ghê. Đi mua sạc nguyên một bịch trứng kiến bự luôn mà chạy dọc đường rớt hồi nào cũng hay. Làm chỉ còn ở câu dế thôi các bạn ơi. Cái con kênh này mình đang câu á là nó thuộc xã Tân Phước của huyện Cần Đước nha. Thì các bạn muốn đi á, thì mình chỉ cần gõ trên Google Maps á, là cái đê Vàm Cỏ, hoặc là các bạn gõ một cái quán ăn là quán Chị Tẻ Bến Đò, thì do đó các bạn chạy 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 dọc cái con đê là các bạn sẽ chạy dọc cái con kênh này ha. Nó dài lắm, cực kỳ dài luôn. Hiện tại thì bây giờ là hơn 3 giờ rưỡi chiều rồi. Thì Duy mới vừa chuyển qua một cái địa điểm mới nữa, cũng thuộc cái con kênh nãy giờ mình câu luôn. Thì chắc có lẽ là cái địa điểm này là cái địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Nếu mà cá không ăn thì mình sẽ thu thu gọn về luôn nha mọi người. Nhìn xung quanh thì thấy cũng có cá ăn móng á, mà không biết nó có chịu ăn mồi hay không thôi. Thôi mình tiếp tục đợi nha mọi người ơi. Dính được cá rô nè mọi người ơi. Cá này nhìn cũng được. Ăn mạnh ghê luôn á. Hiện tại đó là 5 giờ chiều rồi. Mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống rồi mọi người ơi. Thì bây giờ tôi sẽ thu dọn thằng câu để mà về ha. Từ từ đây về tới nhà chắc cũng khoảng chạy khoảng 1 tiếng 30 phút á. Thì bây giờ Duy sẽ tổng kết lại xem số cá của mình câu trong ngày hôm nay được bao nhiêu con ha. Thì hồi nãy cái ngay cái điểm này tự nhiên cá nó ăn dữ quá, mình không có quay kịp luôn, ăn liên tục luôn, giống kiểu như là tới giờ ăn của mấy con cá vậy á. Thôi bây giờ mình quay số cá mình câu được hôm nay nha mọi người. Đây bây giờ mình câu cũng khá là nhiều á, cũng cá ngon không. Có mấy cá rô bự ghê nè. Đây này trông hơi hơi ngược sáng quá ta.
Đấy mọi người, đựng con cá lóc nữa, mấy con cá thác lát, mấy con cá rô. Rồi, đây là số cá mà Duy đã câu được hôm nay. À, bây giờ Duy sẽ bắt đầu chạy về nhà ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. À, chào mọi người, chào các bạn. Hẹn gặp lại ở các clip sau nha.